Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là cáp mic của Samsung Galaxy Note 8. Và đây là mic của Note 8, rất là nhỏ xíu này. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần mic của Samsung Galaxy Note 8, nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn luôn cũng không, là do cái mic này đã lỗi hỏng, cần phải thay mới. Thì hiện nay di động có cấp chấm ven, có sẵn mic của Note 8, cũng như mọi loại linh kiện trên Note 8 thay mới thì các bạn. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-750-99, kỹ thuật viên từ di động cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi tiết cho các bạn về mic cũng như dịch vụ thay mới fix lỗi mất mic nghe gọi của Samsung Galaxy Note 8 mà quý hàng đang gặp phải. Thông thường thì nó rất là khó hỏng, nhưng khi chúng ta làm rơi va đập nước vào chẳng hạn, nó vô tình làm cho cái mic này lỗi hỏng, cần phải thay mới. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới mic của Samsung Galaxy Note 8 được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm xin vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.